Chào các bác nhé, em lên cho bác một chiếc lò vi sóng 3D của Panasonic các bác nhé. Em này là các nút phím cảm ứng này. Đây các bác nhé, màn hình LED này, các nút phím cảm ứng hết nha các bác nhé. Đây, ở trên này thì nó có các chế độ như là hâm lại cơm này, hâm sữa, hâm rượu này, vi sóng. Đây là chế độ vi sóng nha các bác nhé. Đây là chế độ giã đông này. Đây là chế độ nướng hay chế độ nướng nha các bác nhé. Đây nút tăng giảm này, ví dụ như chế độ nướng đây các bác này, chúng ta có thể chọn nhiệt độ nhé. Em này nướng 250 độ C. Đấy, 5. Sau đó các bác chọn giờ phút bên dưới này nhé, 10 phút này, 1 phút 10 giây này. Đấy, thì các bác có thể tùy chọn đây. Đấy, 1 phút 10 giây này, hay là 11 phút này, 21 phút, 31 phút, 41 phút. Sau đó các bác bấm Start nhé. Đấy là nó sẽ nướng nhé, ở chế độ là 250 độ C. Đấy, còn đây cũng là một chế độ nướng nha các bác nhé. Đấy, khi nướng các bác phải chọn giờ nhé, chọn thời gian. Sau đó nó sẽ chạy nướng luôn. Đấy, hai chế độ nướng này. Vi sóng đây các bác nhé. Vi sóng thì mức tối đa nó là 600W, 800W này. Đấy, nồi này, 500, 300, 400, 150. Đấy, sau đó các bác hãy chọn giờ nhé. Sau đó các bác chọn vi sóng. Đấy, chế độ giã đông đây các bác nhé. Dạ đông thì mắc là được 5 nạng nha các bác nhé. Ví dụ như dạ đông thịt cá là được khoảng 5 nạng. Các bác chọn thời gian. Rồi. Đấy. Đấy. 5 nạng hay 5 cân thì em thấy đây là có 500 gram. Đây các bác này. Ok, tát nha. Em này đét rất là cao nha các bác. Em này đét 2020. Đây các bác này. Đế 2020 luôn. Đấy. Mã sản phẩm là NE gạch ngang, đây các bác nhá, NE gạch ngang FS300 gạch ngang V kép. Đấy. Siêu đẹp luôn nha các bác nhá. Bên trong lò đây các bác này. Bên trong lò gần như là chưa sử dụng luôn. Đế 2020 nha các bác nhá. Đấy. Đèn gà, đèn trần này, đèn halogen này. Đấy. Rất là đẹp nha các bác nhá. Thành vách đẹp nhá. Thành vách rất là đẹp này. Đấy. Nút phím cảm ứng hết nha các bác nhá, nút phím cảm ứng hoàn toàn luôn nhá. Màn hình LED, nút phím này, mặt gương. Em này dung tích là 26 lít nha các bác nhá. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971 051 751 nhá. 0971 051 751 nhá. Bên em ship hàng toàn quốc. Đấy. Các chế độ rất là nhạy nha các bác nhá. Nút phím cảm ứng rất là nhạy luôn. Và rất dễ sử dụng thôi các bác nhá. Đấy, đều có biểu tượng hết rồi nên là rất dễ sử dụng. Đết 2020 nhé các bác nhá. Em này thì em lên cho bác với giá là 3 triệu nhá. Đấy, giá là 3 triệu, chuyển khoản bao ship toàn quốc. Đấy, thì các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ giúp em qua số điện thoại của em là 0971 051 751 nhá. Các bác đang xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nhá. Lò vi sóng Panasonic Đết 2020. Rất là đẹp nha các bác nhá, màu trắng tinh nhá. Đấy, giá là 3 triệu các bác nhá. Đấy. Các bác có nhu cầu thì liên hệ giúp em qua số điện thoại của em nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá. Cảm ơn các bác nha.